Hello, chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PH nha. Hôm nay các bạn thấy là Sơn có cái nón mới, mũ mới đẹp không các bạn? Có chữ YouTube ở trên này luôn nha các bạn. Đấy, rất tuyệt vời. Một người bạn của Sơn làm ở YouTube tặng cho Sơn cái nón này đó các bạn. Thì trong video này, hôm nay Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn lý do vì sao mà chúng ta làm phi affiliate với Clickbank, chúng ta bị chặn hay block trên tài khoản của mình và mình không có làm gì được ở trên đây. Đó, thì trong đây là một trong những cái chuỗi video mà Sơn chia sẻ hướng dẫn về cách kiếm tiền trên Clickbank Affiliate Marketing từng bước một, và bạn hãy nhớ là mình hãy follow đăng ký kênh YouTube Sơn PS của Sơn được để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha các bạn. Trên kênh YouTube này thì mình chia sẻ rất là chi tiết, rất là chất về Instagram, về YouTube, về Clickbank, về kiếm tiền MMO, rất là nhiều những cái điều bổ ích sau này. Đó, hoặc thậm chí là bạn cũng có thể học về chạy quảng cáo Facebook nữa. Rồi, ok. Thì ở đây là một vài những cái nguyên nhân lý do tại sao chúng ta bị chặn tính năng follow hay là chặn tính năng đăng bài, thì bạn có bị cái này không nào? Đấy, thì ở đây Sơn sẽ chia sẻ và giải đáp cho các bạn cái khúc mắc cũng như là cái giải pháp của nó. Thì hãy nhớ này, khi mà chúng ta tạo ra tài khoản mới thì thông thường á, các bạn á, hay á, là mình đi follow quá nhiều, quá nhanh. Đó, và mình nhớ này, chứ các bạn hãy làm từ từ thôi. Và mình nhất là cái tài khoản mới của chúng ta làm nhanh quá, thao tác nhanh quá thì chắc chắn cái việc là bị chặn, bị block, và nó sẽ nghĩ mình giống như một người dùng là auto và chúng ta đang tạo tài khoản hàng loạt thì họ sẽ block tính năng của chúng ta. Nên nhớ là tài khoản mới thì làm từ từ, làm chậm thôi, và mình hãy giãn cái khoảng thời gian của mình ra và tránh làm liên tục nó. Ví dụ trong 1 giờ đồng hồ mình đã làm khoảng 30 tới 50 thao tác thôi, ví dụ nhá. Đây là cái tài khoản Instagram của mình đi. Thì bây giờ này mình đi follow những người khác. Ví dụ như bây giờ mình đang tìm cái từ khóa là Keto Diet. Trong cái ngách này thì mình sẽ đi vào cái Keto Diet Recipe chẳng hạn. Và sau đó thì mình sẽ follow những cái người này. Đấy. Thì mình bắt đầu mình follow họ. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là mình sẽ follow chậm thôi. Follow chậm thôi, vừa phải thôi. Không, và hãy làm như một người dùng thật á. Đừng có làm nó nhanh quá không. Và trong 1 giờ đồng hồ mình follow khoảng 30 cho tầm 50 người thôi, đừng có follow quá nhiều. Nên khi mà chúng ta bị chặn thì thông thường là do là mình làm những cái này nhiều quá, không làm liên tục. Ví dụ một trong 1 tiếng đồng hồ các bạn đi follow 200 người, 300 người thì chắc chắn là bạn bị chặn là đúng rồi, đúng không nào? Đó, thường là như vậy. Nên cái tài khoản này của Sơn từ cái hôm mà Sơn tạo ra và Sơn demo cho các bạn trong tài khoản này thì tới bây giờ nó vẫn chưa bị cái trường hợp là bị chặn follow. Đó, thì các bạn thấy từ trước giờ Sơn làm rất nhiều tài khoản rồi chứ không phải là đây là tài khoản đầu tiên, nên nó từ cái việc đó thì mình có cái kinh nghiệm thôi các bạn. Các bạn hình dung đâu, có kinh nghiệm thôi. Thì sau đó thì bây giờ mình tắt nó đi, mình không làm này nữa, mình cứ quay ra mình làm kênh khác, ví dụ Pinterest chẳng hạn. Thì cái kinh nghiệm của Sơn Sơn làm Pinterest đó là cứ mỗi một ngày thì mình tạo thêm một cái bảng mới, cứ một ngày tạo thêm một cái bảng mới. Và ở đây là có những cái ghim đây đúng không, trong những cái bảng đó thì có rất là nhiều ghim, thì mình sẽ tạo thêm những ghim mới rất đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ giả sử nha, mình đang làm chủ đề về Keto Dinner Recipe đi, thì mình bấm vào phần này, mình thêm ý tưởng nó. Sau đó mình lưu những cái ý tưởng này lại. Lưu những ý tưởng này lại thì sau này cái người dùng ấy, người ta sẽ tìm những cái hình ảnh này, tìm những cái từ khóa hình ảnh này là sẽ ra được cái kênh của mình. Đấy. Các bạn thấy không? Vừa nãy là chúng ta đang có khoảng 22 ghim đúng không? Thì bây giờ mình bấm thêm một vài cái nữa, nó tăng lên này. Tăng lên rất nhanh. Cái Pinterest này thì mình không có mất quá nhiều thời gian nó. Một ngày bỏ ra khoảng 15 phút là nhiều các bạn. Ok, 33 ghim này các bạn. Đấy, thấy chưa? Đó, làm Pinterest cũng rất là nhanh. Và bây giờ là mình bắt đầu mình có những cái người họ follow mình rồi nha các bạn. Nó có 14 người follow này. Mà trong khi đây là follow tự nhiên nha. Trong 14 người này thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5. 5 người mà mình follow họ thôi. Còn 9 người còn lại là họ đi follow của mình. Ok chưa các bạn? Thì cái thằng Pinterest này là tăng rất tốt cho chúng ta. Rồi, thì bây giờ là cái giải pháp mà khi mà chúng ta bị đang bị lỡ, chúng ta bị chặn hoặc bị lóc một cái tính năng nào đó thì mình cũng không quá lo lắng mà mình hãy chờ đợi. Đâu đó là trong khoảng 24 giờ thì cái tính năng nó sẽ mở lại thôi. Đó. Các bạn nhớ này, mình hãy hoạt động giống như một người dùng thực sự á, đừng có thao tác quá nhiều quá nhanh trong thời gian đầu. Sau này 1 2 tháng sau cái tài khoản của bạn nó cứng rồi. Không, nó uy tín rồi thì các bạn nó làm gì cũng được, một ngày bạn có thể follow 500 600 người. Không, nhưng mà tài khoản mới thì các bạn nó đừng làm quá nhiều. Không, hãy kiên nhẫn được chưa? Hãy kiên nhẫn với nó.
Hoặc là ở đây thì chúng ta cũng để tạo ra thêm một cái tài khoản khác ở trên một thiết bị nào đấy chẳng hạn. Ví dụ như một lúc thì mình có thể nuôi khoảng 2 cái 3 cái tài khoản. Nhưng mình sẽ tạo ra trên nhiều thiết bị khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình có điện thoại của bạn á, mình mượn bạn cái điện thoại, mình tạo thêm một tài khoản Instagram mới. Trên máy tính của mình tạo ra một tài khoản. Trên điện thoại cá nhân bạn tạo một tài khoản là bạn có 3 tài khoản rồi. Thì cái tài khoản này nó bị chặn thì bây giờ bạn đã dùng tài khoản khác. Được chưa? Thì mình có không quá than vãn hay là mình chờ đợi và mình phụ thuộc vào một kênh. Hoặc là dành nó thời gian để mình làm kênh khác, không được Instagram thì mình làm Pinterest, làm Facebook group, làm YouTube, được chưa các bạn? Ok không ạ? Rồi thì bây giờ này giả sử đi có một vài cái nguyên nhân đó nó bị black đi, thậm chí là tài khoản bạn bị report, bị chết luôn, thì bây giờ nó như thế nào, nguyên nhân từ đâu? Thì có thể là nó đến từ cái IP mạng của bạn trước đây trong quá khứ nó đã bị vào blacklist rồi, thì bạn đã từng có cái tài khoản tương tự nào đó nó bị die trong quá khứ. Không, mà bây giờ bạn tạo ra là chắc chắn là bị đa ngay, thì là do cái đường link mạng không? Hoặc là trên cái máy của bạn nó đang có vấn đề từ nó rồi, thì ở đây á, là nó sẽ có quá nhiều cái tài khoản trên cùng một thiết bị chẳng hạn, hoặc là bạn hoạt động xấu về thẻ tín dụng, hoặc là có thể là họ đang phát hiện cái trường hợp gian lận từ bạn, hoặc là họ chỉ nghi vấn cái đó thôi. Không, đôi khi cái thằng Instagram hoặc là bất kỳ thằng khác nào nó cũng sẽ bị sai lầm nha các bạn, nhưng mà nó sẽ nghi vấn. Thì khi mà bạn bị như vậy thì cũng không quá vấn đề, bởi vì Sơn cũng có đã tài khoản mà Sơn bị chết rồi, sau đó thì Sơn nó kháng cáo, mình chẳng có vấn đề gì sai hết thì mình kháng cáo thì nó lại khôi phục lại tài khoản cho mình thôi, không có vấn đề gì hết, nên các bạn đừng quá lo lắng. Rồi cái giải pháp ở đây nó nếu mà liên quan với IP mạng của các bạn á, thì đầu tiên á bạn phải reset lại cái wifi của mình đi, hãy nhớ reset hàng thường xuyên, ví dụ như là mỗi ngày sau khi mình không có làm nữa, hoặc là một ngày mình reset nó lại 2 lần chẳng hạn. Rồi xong sau đó thì mình sử dụng cái thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác để mình chơi. Không, đừng có sử dụng cái máy tính nào đó mà nó đang bị xấu cái mạng trong đó rồi. Hoặc là trường hợp mà nặng quá thì chúng ta lại cần phải reset lại máy tính, cài đặt lại hẳn cái máy tính lại từ đầu, nếu mà trường hợp xấu nhất ở đó. Và mình đã tránh sử dụng chung một thông tin, ví dụ là tên, địa chỉ hay là thẻ tín dụng chung. Thì ví dụ cái thông tin trước đó trong quá khứ nó bị chặn rồi, mà bây giờ các bạn lại tạo ra một cái thông tin tương tự như vậy á, thì chắc chắn là khi mà bạn tạo ra là nó bị die luôn. Rồi tiếp theo này, mình tuyệt đối không sử dụng wifi chùa, wifi quán cà phê. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta bắt đầu làm MMO, làm YouTube cũng vậy, làm Clickbank cũng vậy, làm bất kỳ kênh nào, thì bạn hãy chú ý những cái điều này. Đây là những cái cơ bản nhất, cái nền tảng nhất để bạn có thể làm thành công được. Được rồi, ok, và các bạn thấy video này thực sự có ý nghĩa, có giá trị thì đừng quên bấm một nút like. Bấm vào, hoặc là bạn có câu hỏi bất kỳ ở đó thì bạn có thể comment phía bên dưới video này này, không, để tôi có thể trả lời khúc mắc giúp cho các bạn được. Và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ có cái tư liệu để tôi quay những video tiếp theo đó. Và bạn hãy nhớ là đăng ký vào kênh YouTube Sơn PS của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Rồi thì nếu như thấy nó có ý nghĩa thực sự, đừng quên là share lên trên Facebook hoặc là chia sẻ cho một vài những người bạn của bạn về kênh YouTube của Sơn, về hướng dẫn cách kiếm tiền trên Clickbank, về Affiliate Marketing, hoặc là về những kênh khác về kiếm tiền trên Internet. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.